Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Trường quét Horror. Let's go. Rồi, các bạn ấn dị vào cái cốc này. Ok. Wow, một điều quái. Cái này như là một người ngoài hành tinh. Rồi, từ ăn bánh mì chuyển sang mì. Ok, các bạn đã dị vào ăn ôm này. Wow, một bàn sơ. Wow. Chuyển sang nhạc rock luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Pika Chapter 1. Play. Let's go. Ở đây thì các bạn sẽ có 5 mạng. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong này. Vào lanh. Rồi mình sẽ lên tầng và đặt cái này vào. Ok, let's go. Và tăng lên đây. Bây giờ mình sẽ đi tìm chiếc chìa khóa màu đỏ. Đây rồi, fresh key. Xem bà ta đâu. Bà ta đang xuống đây rồi. Ok. Ok, chạy thôi. Đây chiếc chìa khóa để mở một căn phòng ở đằng sau đây. Ok, và mình sẽ đặt cái này vào. Không biết bà ta có ở gần đấy không. Chắc ngay là sau rồi mình rồi. Đây rồi. Mình sẽ đặt vào đây. Nó chạy luôn. Một cái cơ lê. Ok. Rồi mình sẽ lên tầng 3, tiếp tục cắt nguồn điện. Let's go. Chìa khóa 1K.
bị bà ta đâu rồi? Bà ta đây. Wow wow. Rồi. Tiếp tục mình sẽ lắc cái này vào. Và chỉ còn một màu nữa thôi là mình sẽ lấy được chiếc chìa khóa màu trắng. Ok. Không biết bà ta đi đâu. Mình sẽ đi đường chính này xem như thế nào. Rồi bây giờ sẽ liên tiếp và lấy một Oh my god. Lấy một chiếc búa. Ok. Rồi mình sẽ lên đây. Bà ta lên đây rồi. Let's go. Phá những cái này nào. Ok, và xuống dưới phá tiếp. Còn một tấm gỗ che ở dưới đây. Sau đó thì mình sẽ cầm chiếc chìa khóa màu tím này, chụp vào trong. Rồi, sau đó lại chụp lại. Let's go. Bà ta đang ở đây. Rồi, và các bạn sẽ lấy chiếc chìa khóa màu vàng này. Mở cái két này ra. Một mã code. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Big Guy Shutter S. New game. You better be ready, meet to be. I'm coming for you. Ok. Ở đây các bạn sẽ hóa thân là một nhân vật cảnh sát. Sau đó thì sẽ tìm cách để thoát khỏi nơi này. Thoát khỏi bà Vika. Luke. Mở khóa luôn. Ở đây thì sẽ có Green cây. Ok. Mình sẽ phải mở khóa dần dần. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy green cây này. Mở khóa tiếp. Woken ups. Tiếp tục mở khóa tiếp red cây. Ông ta đang tiến lại gần đây rồi. Oh my god. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ phải tắt hết hai nguồn điện ở đây. Nguồn điện đầu tiên mình sẽ tắt ở chỗ này.
và nguồn điện thứ hai thì mình sẽ tắt ở bên kia. Ok, ông ta đang leo mình chỗ này, giữ ông ta đi đường này đi. Sau đó thì mình sẽ lên đây tắt tiếp nguồn điện thứ hai. Từ đó thì mình có thể lấy được cái này, Whisker. Các bạn nắp khẩu súng này vào kia thì các bạn sẽ được một cái mã code. Rồi ok, mã code này lắp vào đâu đây? Không biết cánh cửa đâu rồi. Đây rồi. O-ring cây. Bắt đầu mở khóa O-ring cây. Thì O-ring cây này ở chỗ con một con quái vật. Thì ở trong đó thì sẽ có một chiếc chìa khóa Y cây. Đây rồi. Mở lồng ra. Y cây, tháo luôn. Oh my god. Và bây giờ thì mình sẽ lấy chiếc chìa khóa yellow key này. Mở một cái két sắt. Let's go. Mesh. You win, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, điều chỉnh cơ. Let's go. Sao cánh cửa phải mở ra, các bạn phải bấm một lúc tiêu diệt bọn zombie này, cánh cửa mới mở ra. Thank you.
cái hộp đây rồi. Cứ đi thẳng thôi, đi về điểm kia là mình sẽ thành công. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5, Deer Trigger 2. Play. Let's go. Okay. What's... Let's go. Wait. Oh my god. Là lúc bắn các bạn phải giữ nguyên, nếu không thì sẽ bị lệch đường đạn. Có thể thay đổi ý đạn để mình thử xem. Đúng rồi, các bạn điều chỉnh cả đường đạn một chút. Ok, đã xong. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Bendy Run. Let's go.
rồi. Một xin diều luôn. Xin diều thì ném ông ta sẽ mất 2 máu. Còn nếu các bạn nhặt được viên gạch thì ông ta ném ông ta thì chỉ mất có 1 máu thôi. Còn cái mạnh nhất đó là một cái miếng sắt, ông ta sẽ mất hẳn 3 máu. Toàn gạch là gạch thôi. Đây rồi, mới sắt đây rồi. Thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Into the D2. Từ game này hôm nọ mới update, nhìn màu sắc rất là khác và lại đến hôm nay là update tiếp, nó lại trở về hình trạng thái cũ, không biết là như thế nào. Ok, và mình sẽ xem có thay đổi gì không. Let's go. Hơn 200 feet thôi, sắp thành công rồi. Ok, chỉ còn một đoạn nữa.
đã đến địa điểm an toàn. We made it to town. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 8, Ice Cream Bar. Let's go. Ở đây thì có một khẩu súng. Xử lý luôn. Xúc phi. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2 đây. Đây như là một xúc binh nó bị bỏ hoang khá là lâu rồi. Nhưng mà nguồn điện các thứ thì vẫn còn. Không hiểu sao mình mà lại không lên được cầu thang này. What? Đi xuyên lên cầu thang. Mình thì đi được bên kia ra, sao có xuyên được không? Chúng ta mới đang ở đâu? Đây rồi. Cầu thang này thì đi được. Cầu thang kia thì bị lỗi. Tài thật. Hoặc là nó bị nối điểm nào đó. Ok. Rơi luôn xuống được cái tải đi. Đấy, cứ đi thẳng thôi, chẳng sao cả. Copy. Hai mươi hai. Wow. Ông ta trốn khá xa. Leo mình rồi. Ok, let's go. Chuẩn luôn, chỗ này là chuẩn luôn. Có thể mình nghĩ là tựa game này đang bị lỗi rồi. Mới update hôm nọ cho nên là... Đúng rồi, mới update hôm nọ cho nên là bị lỗi rồi. Không nhìn thấy cái chiếc chìa khóa để các bạn mở cái căn phòng ở kia. Rồi mình sẽ thử đi bên kia xem có bị lỗi gì nữa không. Let's go, special. Tựa game này mới update cách đây một tuần. Và hiện tại thì lúc chưa update thì đang còn ngon. Và lúc update thì xong. Thì hiện tại bây giờ là đang lỗi. Chúng ta đang vào trong này. Mình sẽ đi lại luôn.
các bạn không phải sợ khi các bạn có một món gì trong tay là các bạn sẽ không sợ chúng ta làm gì. Khi ông ta đến gần, các bạn sẽ ném luôn. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Dear Staker. Face to zombie. Mở đầu nhá thì bắn sẽ đau hơn. Ok, lần này thì slap boss một lần ra đông. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Chúc quét hộ đồ này. Oh.
mình sẽ sửa âm thanh cá mập này. Bạn sẽ di chuyển xe ô tô này thật là chậm. Nếu mà nhanh quá thì bà ta sẽ làm vỡ lát chiếc xe ô tô mất. Ok, sắp thành công rồi. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Scary Siren here. Oh my gosh. Hiện tại thì mình sẽ ở trong một căn phòng này. Đầu tiên thì mình sẽ phải mở cánh cửa. Có một chìa khóa ở đây. Đi theo bên kẹo này. Có một chìa khóa tiếp theo. Oh my god. Wow, không hiểu sao chìa khóa nó nhanh đến mức độ vậy. Sợ thật. Ok, mình sẽ thử đi thẳng vào đây xem. Oh my god. Wow. Cái khu nhà khá là dài và rộng. Chơi đỏ bị bắt rồi. Ồ, đúng là một tựa game quá là khoai luôn. Nó chạy nhanh như thế thì chạy sao được. Trong khi thì các bạn phải ở trong ngôi nhà đó và tìm tất cả những chìa khóa. Ok, level 1. Let's go. Có một anh chàng đang đi cùng với mình. Đây như kiểu là ngôi nhà của Siri here. Nó ở trong này. Ok, tiếp tục là nhiệm vụ tiếp theo là gì? Các bạn phải đến một cái cánh cửa đây, xem mật mã. Sau đó thì chạy về điểm này. Rồi, let's go. Đấy, tựa game này điều khiển hơi khó một chút nhé, cho nên các bạn phải cẩn thận. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.